chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh của mình nha. Lâu rồi mình không có quay video gì hết, tại vì YouTube giờ này rất là khó nha. Đây là cảnh vườn cây của nhà mình. Mình ở đây nha. Đây là đằng sau là vườn nhà mình. Nó dài từ đây đi mãi tới đằng kia. Trong vườn nhà mình trồng rất là nhiều loại cây nha. Cũng có cây bơ nè, chuối nè, tiêu nè, lăng nè, ớt nè, mít nè, xoài cũng có luôn. Nói chung là nhiều lắm. Loại rau như là rau má, giúp cá nè, ngò gai nữa, rất là nhiều luôn. Đây là cây chuối nhà mình. Mình nằm ở tầm giữa giữa. Đây là mít nha, mít bố mình đang trồng. Đây là cây mít ngắn ngày các bạn. Sắp tới đây mình sẽ quay trở lại, nhưng mà mình sẽ làm là vlog dạng như là kênh ẩm thực và nấu ăn. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ mình giống như trước đây nha. Đây là cái mít ngắn ngày. Mình sẽ nấu trong cái vlog mới tới đây á, mình sẽ làm một số cái món ăn về đặc sản quê hương của từng vùng miền nha các bạn. Các bạn nhớ subscribe và ủng hộ kênh của mình nha. Ở trong chó sủa ghê quá. Mình tục đi. Đây là con đường của nhà mình. Con đường gần nhà mình chứ. Đó, đây. Đây. Các bạn nhớ ủng hộ mình giống như trước đây nha. Đây là cây cỏ. Cỏ lau. Đây là ở dưới quê. Dưới quê mình thì đa phần nhà nào đất đai nó cũng rộng hết. Cây cối nhiều, rất là mát. Không khí nó rất là trong lành. Không giống ở thành phố. Có sông nè. Ở dưới mình nó có sông nè, có suối nè. Suối rất là nhiều suối luôn nha các bạn. Rất là đẹp luôn. Trong những cái vlog sắp tới đây á, về kênh nấu ăn á, nấu mình sẽ chọn những cái nơi mà có khung cảnh hoặc là phong cảnh đẹp nên thơ, như là ở suối nè, ở những cái hồ đá nè. Nói chung là mình sẽ chịu khó mình đi những nơi thật là đẹp, những cái view đẹp cho các bạn xem, bạn đỡ nhàm chán nha. Các bạn mong các bạn ủng hộ mình thêm một lần nữa với sự trở lại của kênh vlog nấu ăn của mình nha. Đây là bụi chuối gần nhà mình các bạn. Lúc trước á, nhà mình nó có mấy bụi chuối rất là to, nhưng mà khi mà nó ra trái á, các bạn có tin rằng hả, người ta đốn trộm rất là nhiều nha. Đốn trộm chuối nhà mình mấy lần luôn á. Đây là lá chuối. Mình sẽ cố học nấu hoặc là làm một món bánh gì đó liên quan đến lá chuối. Có thật sự là mình vẫn chưa có làm bánh được cái món bánh gì từ lá chuối hết trơn á, nhưng mà mình sẽ cố gắng mình học. Mình sẽ làm món bánh ít. Bánh ít đặc sản của quê hương mình. Quê mình là ở Quảng Nam. Quê gốc của mình là ở Quảng Nam nha. Đó. Và mình sẽ nấu một số đặc sản ở các vùng miền khác. Như là miền Tây nè, và miền Trung, Huế, Nam. Nói chung là tất cả các món có liên quan đến ẩm. Đó, đi thẳng xuống đây. Xuống đây nữa là gần tới cái quán cà phê của nhà mình luôn. Đó.
đây là cũng là một khu đất của nhà mình. Mình cho các bạn xem sơ cái quán của mình. Quán của mình mong rằng có chị các bạn sẽ đến ủng hộ quán của mình. Đây, đây. Đây là quán cà phê của mình. Bạn có thấy gì đó không? Bây giờ tầm này người ta đi làm hết rồi, rất là vắng. Quán cà phê chỉ đông khách từ buổi trưa nè, sáng sớm, tối nên các bạn buổi chiều chiều á. Đông rồi, tầm này là bắt đầu vắng rồi, vắng khách rồi. Nên rất là vắng. Đây là quán cà phê nhà mình. Đó. Cứ đó. Mình sẽ ngồi đây mình nghỉ một chút xíu. Đây là quán của mình. Nó khá là yên tĩnh và mát mẻ nha. Thích hợp cho những người làm văn phòng. Buổi trưa có thể nghỉ lại. Có dịp các bạn tới ủng hộ quán mình nha. Quán mình nằm ở địa chỉ quán Tân Phú nha. Đây 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 đây. Đây vẫn còn là trung đất của nhà mình nha. Đây là ở phía bên hông, bên hông của. Các bạn thấy chưa? Rau rất là nhiều rau đúng không? Video nào thì mình cũng quay. Rau mẹ mình trồng các bạn. Đây là rau đay. Rau đay thì món canh rau đay thì của người Bắc. Bắc phải nấu với lại canh cua. Chắc là một số bạn ở bên nước ngoài chắc chưa ăn rau đay canh cua bây giờ nha. Nào có dịp mình sẽ nấu món rau đay canh cua. Canh cua rau đay nha. Ăn chung với lại cà kém. Kém tôm á, rất là ngon luôn. Đây là rau mùng tơi nha các bạn. Mùng tơi. Mùng tơi nè. Chúng ta đi tới xem từng loại rau nha. Mẹ mình trồng rất là nhiều loại rau luôn. Đây là cây nhãn các bạn ơi. Cây nhãn bông thì đậu rất là nhiều nhưng mà ít trái lắm. Tại vì dơi với lại mấy con chim nó ăn hết rồi. Đây là rau ngót. Bạn thấy là rau ngót. Đa phần tất cả những loại rau trong vườn mẹ mình trồng thì hoàn toàn là không có thuốc luôn nha các bạn. Không xịt thuốc. Không xịt thuốc nhưng mà đất ở đây rất là tốt luôn. Đây là bạc hà nè. Đây là rau để nấu canh chua nha. Rau nấu canh chua nè. Để rau má. Rau má mình có, lúc trước mình có làm một cái video về rau má. Mình có làm video về cái cây này. Cây này vừa nấu canh nè, vừa ăn sống, vừa ăn lẩu. Rồi có thể xay uống tươi luôn, rất là mát. Xay chung với đậu xanh mình có làm một clip rồi. Đó. Đây là vườn. Ôi, các bạn thấy gì không? Thấy gì không các bạn? Đó. Đây là cây dừa nha. Nhà mình có một hàng dừa. Ta nói trái hả? Nghi ngút luôn các bạn ơi. Rất là nhiều trái luôn nha. Đó. Rất là nhiều trái không? Các bạn thấy vườn nhà mình không? Đẹp đẹp không? Một tay mẹ mình trồng hết nha. Đây là cây tiêu nè. Cây tiêu này là bố mình trồng nha. Cây tiêu này. Rất là nhiều tiêu. Rất là nhiều tiêu đây nha. Rất là nhiều tiêu. Các bạn thấy không? Mình sẽ tham quan khu vườn của mình thôi. Một chút xíu thôi. Cho các bạn biết sơ về chỗ mình ở ha. Đa phần là thiên nhiên. Gần gũi thiên nhiên, từ món ăn đến con người mình cũng rất là dễ gần của các bạn ơi. Chính vì vậy các bạn ủng hộ mình trong những video ẩm thực lần tới nha. Mình sẽ làm một kênh vlog về ẩm thực. Mình nhắc lại lần cuối thì mong các bạn ủng hộ mình và hẹn gặp lại trong video lần sau. Xin chào, hẹn gặp lại.